Thầy chào tất cả các em. Ở các buổi học trước, thầy đã hướng dẫn các em phần kiến thức nền tảng của chuyên đề hình học giải tích phẳng. Ngày hôm nay, thầy cho mình bắt đầu vào nghiên cứu các dạng toán thường xuyên được đề cập trong các kỳ thi. Dạng toán đầu tiên mà thầy muốn truyền tải cho các em đó là bài toán tam giác. Với bài toán tam giác, thầy hướng dẫn các em hai tiết. Tiết đầu tiên, thầy cho mình cùng nghiên cứu bài toán tam giác với giả thiết cho các đường trong tam giác. Tiết thứ hai, thầy cho mình cùng nghiên cứu bài toán tam giác với giả thiết cho tính chất tam giác. Để nghiên cứu được hai bài toán này, trước tiên thầy cung cấp cho các em phương pháp giải một bài toán tam giác. Thường thì khi gặp một bài toán, các em chỉ để ý đến câu hỏi, sau đó liên hệ đến các bài toán mà các em đã gặp. Cách tư duy như vậy rất khó để học tốt nội dung này. Bây giờ thầy cho mình cùng vào nội dung phần lý thuyết của buổi học ngày hôm nay. Các em ghi phương pháp giải bài toán tam giác. Đây là nội dung vô cùng quan trọng. Bước thứ nhất, kem vẽ hình. Với bài toán tam giác, yêu cầu của em phải vẽ hình. Chuyển sang bước số 2, kem phân tích các điểm trên hình vẽ. Thực hiện hai công việc, em nhớ này, thực hiện hai công việc. Công việc thứ nhất thực hiện là một nhất. Kem liên hệ điểm đã biết tọa độ nha, liên hệ điểm đã biết tọa độ. Độ. Hoặc tìm được ngay tọa độ. Độ. Với thứ nhất, các đường trong tam giác. Các đường trong tam giác bao gồm đường trung bình, đường cao, đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực. Được chưa các em? Và kem liên hệ các điểm đã biết tọa độ hoặc là các điểm tìm được ngay tọa độ với tính chất của tam giác. Rồi các em liên hệ với các điểm khác thông qua công thức trung điểm, công thức trọng tâm. Thông qua công thức trung điểm. Phải công thức trọng tâm. Rồi các em liên hệ với các điểm khác thông qua đặc thức vectơ. Xong công việc thứ nhất thì các em chuyển sang công việc số 2. Đó là các em sắp xếp các điểm theo thứ tự từ nhiều giả thiết đến ít giả thiết nhất. Từ nhiều giả thiết nhất đến ít giả thiết nhất. Thế công việc ở cái bước số 2 này là vô cùng quan trọng. Kèm lưu ý với thầy. Vậy là mấu chốt của bài toán nó nằm ở bước số 2 này. Được chưa? Sau bước số 2 thì kèm chuyển sang bước số 3. Đó là các em đi tìm tọa độ các điểm và trả lời câu hỏi. Để tìm được tọa độ các điểm
thuộc tam giác thì các em phải có kỹ thuật để tìm tọa độ các điểm từ tam giác. Bây giờ thầy cung cấp cho em kỹ thuật đó. Em ghi. Kỹ thuật tìm tọa độ các điểm thuộc tam giác. Ta thực hiện theo thứ tự sau nhé. Ta thực hiện theo thứ tự sau. Kem gạch chân cho thầy là thứ tự nhé. Theo thứ tự sau. Thứ nhất, kem tìm tọa độ các điểm có từ hai giả thiết trở lên trước nhá. Tìm tọa độ các điểm có từ hai giả thiết trở lên trước. Được chưa các em? Thứ hai, kem tìm tọa độ các điểm. Tìm tọa độ điểm nhờ tính chất các đường trong tam giác. Phải nhờ công thức trung điểm. Phải công thức trọng tâm. Được chưa? Và chuyển sang thứ ba. Và là các em tìm tọa độ các điểm có một giả thiết. Thế các điểm có một giả thiết thì rơi vào các trường hợp sau. Các em ghi. Thứ nhất, nếu điểm này thuộc đường thẳng D đã biết phương trình. Phương trình thì ta làm như sau. Thì ta làm như sau. Kem chuyển đường thẳng D về tham số T. Từ đây kem suy ra tọa độ điểm cần tìm. Tìm theo T. Và kem đi lập phương trình ấn T. Lập phương trình ấn T. Giải phương trình. Tìm T, từ đó suy ra tọa độ điểm cần tìm. Được chưa các em? Thứ hai là nếu điểm này liên hệ với điểm, liên hệ với điểm đã biết tọa độ độ hoặc liên hệ với một đường thẳng đã biết phương trình theo một khoảng cách. Theo một khoảng cách. Khoảng cách đã biết. Cái khoảng cách này đã biết. Được chưa? Thì ta làm như sau. Thì ta làm như sau. Kem gọi điểm này có
tọa độ là x0, y0. Hoặc là kem gọi là tọa độ là AB cũng được. Được chưa? Sau đó kem in lập hệ phương trình, giải hệ phương trình, phương trình suy ra x0, y0, từ đó suy ra tọa độ. Được cho các em. Như vậy là thầy đã trình bày cho các em xong kỹ thuật tìm một điểm thuộc tam giác. Các em lưu ý nhé, là chúng ta thực hiện theo thứ tự, gồm có 3 thứ tự mà thầy đã trình bày. Được chưa? Bây giờ thầy cung cấp cho các em cái kỹ thuật để viết phương trình đường thẳng trong tam giác. Kỹ thuật viết phương trình đường thẳng trong tam giác. Để viết phương trình đường thẳng trong tam giác, thường chúng ta thực hiện các cách sau. Cách đầu tiên mà các em phải nghĩ đến đó là gì? Tìm tọa độ hai điểm thuộc đường thẳng cần viết. Sau khi tìm được tọa độ hai điểm thuộc đường thẳng cần viết thì các em đi viết phương trình đường thẳng là rất đơn giản. Có đúng không các em? Cách số 2 là tìm tọa độ một điểm thuộc đường thẳng cần viết và tìm vector phát tuyến N hoặc vector chỉ phương U. Được chưa? Cách số 3 mà các em nghĩ tới đó là tìm tọa độ một điểm thuộc đường thẳng cần viết và tìm góc, tìm cụ thể là tìm cốt của góc tạo bởi đường thẳng cần viết với một đường thẳng đã biết phương trình nha. Với một đường thẳng đã biết phương trình với bài toán viết các đường trong tam giác thì thường chúng ta sử dụng 3 cách trên. Thế thì đa số là chúng ta sử dụng cách làm thứ nhất hoặc là cách làm số 2. Vậy là thầy đã trình bày cho các em xong về phần phương pháp giải bài toán tam giác và hướng dẫn các em được kỹ thuật tìm tọa độ một điểm trong tam giác, kỹ thuật viết một đường thẳng nằm trong tam giác. Bây giờ thầy cho mình cùng vào dạng đầu tiên mà ngày hôm nay chúng ta cần khai phá, đó là dạng toán bài toán tam giác với giả thiết cho các đường trong tam giác. Các em ghi dạng 1 bài toán tam giác với giả thiết cho các đường trong tam giác em gạch chân cho thầy là giả thiết cho các đường trong tam giác. Các đường trong tam giác bao gồm các đường sau: đường trung bình, đường cao, đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực. Được chưa các em? Cách giải chung của một bài toán tam giác thầy đã cung cấp cho các em và thầy đã nhắc đây là lý thuyết rất quan trọng. Thế bây giờ thầy sẽ cung cấp cho các em tính chất các đường trong tam giác để các em vận dụng tìm tọa độ các điểm thuộc tam giác, từ đó trả lời câu hỏi. Được chưa? Các em ghi thầy tính chất
các đường trong tam giác. Thứ nhất, đường trung bình. Các em quan sát hình vẽ thầy phác họa. A, B, C. Đường trung bình là đường thẳng nối hai trung điểm của hai cạnh. Như vậy là một tam giác chúng ta sẽ có ba đường trung bình. Được chưa các em? Tính chất của đường trung bình như sau. Thứ nhất, MN song song và bằng 1/2 BC. Từ tính chất này thì có các tính chất tiếp theo như sau. Vector phát tuyến của đường thẳng BC bằng vector phát tuyến của đường thẳng MN, hoặc là vector chỉ phương của đường thẳng BC bằng vector chỉ phương của đường thẳng MN. Nếu đề bài cho đường trung bình, các em phải nhớ ngay cho thầy đến các tính chất này. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang đường cao. Thứ nhất, thầy xét trường hợp giả thiết cho một đường cao. Một đường cao. Các em quan sát hình vẽ thầy phác họa như sau. A, B, C. Thì giả sử đề bài cho một đường cao là AH, khi đó thì có được các tính chất sau. Thứ nhất, AH vuông góc với BC. Điều này tương đương với vector AH nhân vector BC bằng 0, hay là vector AH nhân vector BH bằng 0, hoặc là vector AH nhân vector HC bằng 0. Được chưa các em? Và thầy có một loạt các tính chất tiếp theo như sau. Vector chỉ phương của đường thẳng BC, vector chỉ phương của đường thẳng BC thì bằng vector phát tuyến của đường thẳng AH, đúng không? Và vector phát tuyến của đường thẳng BC thì bằng vector chỉ phương của đường thẳng AH. Đây là trường hợp mà để cho một đường cao. Các em phải liên hệ đến ngay cho thầy hai tính chất này. Thế còn trường hợp giả thiết cho hai đường cao. Các em quan sát hình vẽ. A, B, C. Thì có hai đường cao cắt nhau tại một điểm, và điểm đó được gọi là trực tâm của tam giác. Hai đường cao cắt nhau tại một điểm, kia là điểm H, gọi là trực tâm của tam giác. Để tìm tọa độ trực tâm H này thì các em phải nhớ ngay đến điều kiện sau. Thứ nhất là thầy có vector AH nhân vector BC bằng 0, vector BH nhân vector AC bằng 0. Thầy dựa vào điều kiện này thì sẽ tìm được tọa độ trực tâm H. Các em chuyển sang phần 3. Đường
trung tuyến. Thứ nhất, giả thiết cho một đường trung tuyến. Một đường trung tuyến. Các em quan sát hình vẽ. A, B, C. Nếu giả thiết cho AM là trung tuyến, thì khi đó các em phải nhớ ngay đến các tính chất sau. Thứ nhất, M là trung điểm của BC. Nói đến trung điểm là các em phải nhớ ngay đến công thức trung điểm. Tọa độ điểm M sẽ bằng tọa độ điểm B cộng tọa độ điểm C chia 2. Được chưa? Tính chất tiếp theo, thầy gọi A phẩy là điểm đối xứng với A qua M nha. Gọi A phẩy là điểm đối xứng với A qua M. Khi đó thầy có được tứ giác A B A phẩy C là hình bình hạnh. Được chưa? Đây thầy suy được ra A B A phẩy C là hình bình hạnh. Vậy là nếu mà đề cho một đường trung tuyến thì các em phải nhớ cho thầy hai tính chất này. Bây giờ thầy cho mình cùng xét trường hợp giả thiết cho hai đường trung tuyến. Các em ghi trường hợp 2, giả thiết cho hai đường trung tuyến. Các em quan sát hình vẽ thầy phác họa như sau. Các em nhìn nhé. A, B, C. Thì giả sử là giả thiết cho trung tuyến AM này, trung tuyến BN này. Đấy. Thì thầy có hai trung tuyến sẽ cắt nhau tại một điểm, thì gọi điểm này là điểm G. Thì G được gọi là trọng tâm của tam giác. Hai trung tuyến cắt nhau tại G. G được gọi là trọng tâm của tam giác. Của tam giác A, B, C. Đưa cho các em. Và tính chất của trọng tâm như sau. Các em phải nhớ được tính chất của trọng tâm. Thứ nhất, A, G bằng 2 phần 3 AM. Đây là tính chất về độ dài. Thế còn tính chất về vector thì sao? Các em nhìn đây. Vector AG bằng 2 phần 3 vector AM. Rồi vector AG bằng 2 lần vector GM. Vector GM thì bằng 1 phần 3 vector AM. Tùy bài mà các em sử dụng đẳng thức vector nào cho phù hợp. Được chưa? Tọa độ trọng tâm G được tính theo công thức xA cộng xB cộng xC chia cho 3. IA cộng với IB cộng với IC trên 3. Được chưa? Và thầy có một tính chất đặc biệt sau, chỉ có ở đường trung tuyến. Nếu thầy gọi A phẩy là điểm đối xứng với A qua G, hay nói cách khác A phẩy là điểm đối xứng với G qua điểm M, thì khi đó các em quan sát cho thầy tứ giác này là hình bình hạnh.
cái gạch để các em nhìn. Được chưa? Các em ghi này. À, gọi A phẩy đối xứng với A qua G, hay là A phẩy đối xứng với G qua điểm M cũng vậy. Thì khi đó thì suy được ba, B A phẩy C G là hình bình hành. Được chưa các em? Bây giờ thì cho mình cùng chuyển sang đường tiếp theo. 4. Đường phân giác. Đây là một đường cũng rất quan trọng, thường xuyên được đề cập đến trong bài toán tản ra. Thứ nhất, giả thiết cho một đường phân giác. Các em quan sát hình vẽ. Em quan sát hình vẽ. Thầy phác họa như sau. A B C. Thì giả sử ra, giả thiết cho một đường phân giác là AD. Đường phân giác là đường chia đôi góc A. Và chúng ta chỉ nghiên cứu đường phân giác trong nhé. Đấy. AD này được gọi là đường phân giác trong. Thế thầy có các tính chất sau, các em phải nhớ được. Như thứ nhất, vector BD thì sẽ bằng AB trên AC nhân với vector DC. Các em lưu ý nhé, thứ tự này B D D C. Được chưa? Các em nhớ nó phải để cùng chiều. Được chưa các em? Tính chất số 2 rất quan trọng ở đây. Thì gọi M là một điểm bất kỳ nằm trên AB. Điểm M phải đối xứng với M. M phải đối xứng với M qua đường phân giác AD. Thì điểm M phải này sẽ thuộc cạnh AC. Đây là tính chất mà chỉ có phân giác mới có. Các em ghi cẩn thận nhé, tính chất này. Gì? M bất kỳ. Ok. Thuộc AB. Gọi M phải đối xứng với M qua phân giác AD. Thì thầy đây suy được ra M phải thuộc AC. Được chưa? M phải thuộc AC. Các em lưu ý thầy, điểm M này có thể trùng với điểm B, tính chất vẫn đúng. Được chưa? Trường hợp số 2 đó là giả thiết cho hai đường phân giác. Thì các em ghi như thầy là giao của hai đường phân giác. Giao của hai đường phân giác là tâm đường tròn nội tiếp tam giác. Là tâm đường tròn nội tiếp tam giác. Đường tròn nội tiếp tam giác là một đường tròn mà tiếp xúc với các cạnh của tam giác. Được chưa các em? Chúng ta chuyển sang đường tiếp theo là đường trung trực. Các em quan sát hình vẽ thầy phác họa. A B C. Thì giả sử là giả thiết cho đường trung trực của cạnh BC chẳng hạn. Đây. Được chưa? Thì thầy có đường trung trực là vuông góc với BC và M là trung điểm của BC. Được chưa? Thì thầy có được. Có nhé. Đường trung trực vuông góc với
BC là 1 này. Và cái thứ hai là M là trung điểm của BC. Thế thì cái tính chất mà gì? Đường trung trực vuông góc với BC này thì chúng ta sẽ khai thác ở góc độ nào? À, các em nhớ cho thầy nhé, thầy sẽ khai thác ở góc độ đó là UBC. UBC vector chỉ phương của đường thẳng BC sẽ bằng vector pháp tuyến của đường trung trực. Trung trực thì viết tắt nhá, TT trung trực, được chưa? Hoặc là thầy khai thác là gì? Vector pháp tuyến của đường thẳng BC sẽ bằng vector chỉ phương của đường trung trực, được chưa? Thế còn M là trung điểm BC, chúng ta nhớ ngay đến công thức trung điểm rồi, được chưa các em? Và giao của hai đường trung trực thì là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Các em ghi thầy, giao của hai đường trung trực là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao của hai đường trung trực, và đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác, được chưa? À, vậy là buổi học ngày hôm nay thầy đã trình bày cho các em khá nhiều lý thuyết quan trọng, được chưa? Và buổi tiếp theo thầy cho mình vẫn dùng lý thuyết này, do đó thầy yêu cầu các em về nhà phải học thật thuộc phần lý thuyết của buổi học ngày hôm nay, được chưa? Bây giờ thầy cho mình sẽ chuyển sang một số bài toán ví dụ của buổi học ngày hôm nay. Thầy cho mình cùng vào ví dụ thứ nhất. Đây chính là đề thi Đại học Khối D năm 2009. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ OXY cho tam giác ABC có điểm M có tọa độ 20 là trung điểm của AB. Đường trung tuyến và đường cao qua A lần lượt có phương trình 7x - 2y - 3 = 0 và 6x - y - 4 = 0, viết phương trình cạnh AC. Các em nhắc thật nhanh cho thầy. Các em xong chưa? Để giải được đề thi Đại học Khối D năm 2009 này, thầy cho mình sẽ phải vận dụng đến các bước giải chung của một bài toán tam giác. Và các em phải khai thác được tính chất các đường trong tam giác để chúng ta tìm tọa độ các điểm thuộc tam giác. Từ đó chúng ta mới đi viết phương trình đường thẳng AC. Thế bây giờ thầy cho mình cùng vào bước đầu tiên, đó là gì? Phác họa hình vẽ nhé. Để cho tam giác ABC, tam giác này là một tam giác thường thôi, A B C, được chưa? Giả thiết cho M là trung điểm của AB, M có tọa độ là gì? 20 là trung điểm của AB, thì ký hiệu trung điểm. Rồi, giả thiết cho đường trung tuyến hạ từ đỉnh A, đúng không? Đường trung tuyến, thầy gọi đường trung tuyến này là đường thẳng AN đi, AN, được chưa? Đường trung tuyến N ở đây chính là trung điểm của BC, được chưa? Giả thiết cho đường cao hạ từ đỉnh A, thì gọi đường cao của ta là đường cao có tên gọi là AH, được chưa? Thế đường trung tuyến có phương trình là gì? 7x - 2y - 3 = 0 này. Thế còn đường cao có phương trình là 6x - y - 4 = 0. Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong bước đầu tiên là bước phác họa hình vẽ. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang bước số 2. Bước số 2 là bước quan trọng nhất, được chưa? Gọi là bước phân tích các điểm trên hình vẽ. Sau bước này thầy cho mình mới tiến hành đến phần câu hỏi là viết phương trình đường thẳng
AC. Được chưa? Rồi, thế bây giờ thầy cho mình cùng quan sát tất cả các điểm trên hình vẽ. Thứ nhất, thầy thấy rằng điểm A này là thầy cho mình tìm được ngay tọa độ. Vì sao? A chính là giao điểm của đường trung tuyến và đường cao. Đã biết phương trình rồi. Các em chỉ cần tiến hành gì? Giải hệ hai phương trình này thì các em tìm được ra xy chính là tọa độ của điểm A. Vậy thầy đánh dấu sao đây? Nghĩa là thầy đã tìm được tọa độ điểm A. Điểm M có rồi, thầy đánh dấu sao? Nghĩa đã biết tọa độ. Đúng không? M của chúng ta là trung điểm của AB. Vậy nói đến trung điểm là thầy phải nhớ ngay đến công thức trung điểm. Tọa độ điểm M sẽ bằng tọa độ điểm A cộng tọa độ điểm B trên 2. M biết, A biết. Vậy là thầy sẽ tìm được tọa độ điểm B nhờ công thức trung điểm. Thầy đánh dấu sao đây? Nghĩa là điểm B thầy đã biết. Tiếp theo, giả thiết cho đường trung tuyến và đường cao nha. Thế cho trung tuyến nghĩa là cho gì? Cho N là trung điểm của BC, đúng không? Còn cho đường cao, cho đường cao thì cho cái gì đây? Cho đường cao, các em phải nhớ ngay đến tính chất của đường cao ở đây. Đó là UBC sẽ bằng NAH. Vector chỉ phương của đường thẳng BC là vector phát tuyến của đường thẳng AH. Cái điểm B này biết tọa độ rồi, biết vector chỉ phương rồi, các em có viết được phương trình BC hay không? Quá đơn giản, viết xong phương trình BC. Thế đấy như sao đây? Nghĩa là phương trình BC thì viết được. Thế có được phương trình BC, AN thì biết rồi, thì thầy có tìm được tọa độ điểm nào không? N chính là giao điểm của BC và AN. Thì chỉ cần tiến hành giải hệ thôi thì thầy lại tìm được tọa độ điểm nào. Đánh dấu sao đây? Nghĩa là điểm nào thầy đã biết. Nhưng mà N là trung điểm của BC, phải không các em? Thầy lại áp dụng công thức trung điểm. B biết nhá, N biết nhá, từ đó thầy tìm được tọa độ điểm C. Được chưa? Xong các điểm, bây giờ thầy mới trả lời câu hỏi là gì? Viết phương trình đường thẳng AC. Thế đường AC của thầy đi qua điểm A biết tọa độ, đi qua điểm C biết tọa độ. Cái việc viết phương trình AC là quá đơn giản. Được chưa các em? Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong bước phân tích. Bước phân tích này nó không có trong lời giải của chúng ta, nhưng lại là một bước mà rất quan trọng. Con đường để tìm đến đáp án. Được chưa? Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành trình bày như trong phần phân tích nhá. Thầy có lời giải cụ thể như sau. Giải. Bước thứ nhất thì tìm tọa độ điểm A, đúng không các em? Tọa độ điểm A. Thầy tiến hành giải hệ phương trình 7x trừ đi 2y trừ 3 bằng 0. Rồi, 6x trừ y trừ 4 bằng 0. Thế việc giải hệ phương trình này thì quá đơn giản, đúng không các em? Các em chỉ cần chuyển cho thầy trừ 3 sang vế bên phải, trừ 4 sang vế bên phải. Các em sử dụng máy tính giải hệ hai phương trình hay ẩn xy thì các em sẽ tìm được ra ngay xy, đúng không? Đấy, và x các em tìm được là bằng 1, y là bằng 2. Từ đây thì suy được ra tọa độ điểm A tọa độ bằng 1, 2. Được chưa? Tiếp theo thầy khai thác điểm M. M là trung điểm của AB. M là trung điểm của AB. M là trung điểm của AB thì theo công thức trung điểm này, các em có XM. XM ở đây bằng bao nhiêu? XM bằng 2 sẽ bằng XA cộng XB trên 2. XA đây bằng 1 cộng XB trên 2. Rồi, tung độ của điểm M là 0. Tung độ M 0 sẽ bằng, đây bằng IA ở đây là 2 cộng với IB trên 2. Được chưa? Vậy là từ đây các em giải được XB, các em quy đồng lên
Đúng chưa? Và chuyển về thì các em được là XB bằng 3, IB bằng trừ 2. Vậy là thầy có được tọa độ điểm B 3 trừ 2. Xong chưa các em? Tiếp theo thầy khai thác giả thiết đường cao. Đường cao AH của chúng ta vuông góc với BC nhá. Nên thầy có UBC sẽ bằng NAH và bằng vector pha tuyến của đường thẳng AH thì chính là hệ số gắn với biến x biến y trong phương trình của đường thẳng AH 6 trừ 1. Có vector chỉ phương, từ đây thì suy được ra vector pha tuyến BC để viết cho dễ. 1 6. Các em lưu ý nhé, các em đổi vị trí tọa độ cho một dấu âm vào một tọa độ thì thầy đã cho dấu âm vào tọa độ thứ nhất, các em hiểu chưa? Thì đổi vị trí là trừ 1 6, sau đó thầy cho dấu âm vào tọa độ thứ nhất, trừ của trừ 1 thì bằng 1 6. Có được vector pha tuyến, có được điểm đi qua là điểm B, từ đây thì suy được ra phương trình BC. BC 1 nhân x trừ 3 đúng không, cộng 6 nhân với y trừ đi y 0 thì là cộng với 2 không. Các em tiến hành rút gọn cho thầy phương trình này, em có được phương trình là gì? X này cộng 6 y này đúng không, trừ 3 này mà cộng với gì, 12, kết quả cộng 9 bằng 0. Được chưa? Vậy là thầy có được phương trình BC. Có được phương trình BC, bây giờ thầy mới khai thác đường trùng tuyến AN. Thầy sẽ tìm tọa độ điểm nào? Thầy có tọa độ N. Thầy tiến hành giải hệ hai phương trình. Phương trình đường thẳng BC vừa thầy cho mình viết được. X cộng 6 y cộng 9 đúng không? Bằng 0 này. Phương trình AN, AN chúng ta là 7x trừ đi 2y trừ 3 bằng 0. Được chưa? Thế em chỉ cần chuyển cho thầy dương 9 sang bên phải, trừ 3 sang bên phải. Sau đó các em sử dụng máy tính thì các em sẽ tìm được ta xy. X ở đây là bằng 0, y ở đây là bằng bao nhiêu? Y bằng trừ 3 phần 2. Được chưa? Vậy là thầy có được tọa độ điểm N 0 trừ 3 phần 2. Tiếp theo thầy khai thác tính chất của đường trung tuyến N là trung điểm của BC nhá. N là trung điểm của BC. Nói đến trung điểm là các em nhớ ngay đến công thức trung điểm đúng không? XN đây bằng 0 bằng XB chúng ta tìm được bên trên là bằng 3 cộng với XC trên 2. Được chưa? IN đây là trừ 3 phần 2 bằng IB chúng ta tìm được bằng trừ 2 này cộng với IC trên 2. Được chưa? Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành tìm XC, IC. Thế thầy có được XC ở đây bằng bao nhiêu? Trừ 3. Phải chưa? Thế còn IC, các em quy đồng bỏ mẫu nhé. Sau đó em chuyển về thì IC sẽ bằng bao nhiêu? Trừ 1. Vậy là thầy có được tọa độ điểm C trừ 3 trừ 1. Có được tọa độ điểm C, có được tọa độ điểm A, tìm được ngay từ ban đầu. Bây giờ thầy cho mình mới đi vào trả lời câu hỏi, viết phương trình AC nhá. Rồi thầy có do AC chúng ta đi qua điểm A và điểm C nên thầy chọn ngay vector UAC, vector chỉ phương của đường thẳng AC bằng vector CA, thầy chọn luôn bằng vector CA đúng chưa? Các em có thể chọn AC cũng được nha, CA. Thì lấy tọa độ điểm A trừ tọa độ điểm C
A có tọa độ là 1, 2 trừ đi tọa độ điểm C thì có được kết quả bao nhiêu? 4 này, đúng không? 3. Có được vector chỉ phương của đường thẳng AC. Đường thẳng AC thì chọn đi qua điểm A, tọa độ nó dương, còn nếu không em chọn đi qua điểm C này cũng được, được chưa? Khi đó thì có được phương trình AC. Thầy viết phương trình AC ở dạng chính tắc. Và các em chỉ cần quy đồng rút gọn thì các em sẽ được phương trình tổng quát nếu các em thích nhá. Rồi chúng ta có được phương trình AC là x trừ đi x0 là bằng 1, chính là hoành độ của điểm A đấy. Chia cho 4 này bằng y trừ đi y0, y0 là tung độ của điểm A, 2 chia cho 3. Được chưa? Và thầy có được phương trình chính tắc. Nếu các em muốn chuyển về phương trình tổng quát, các em quy đồng, đúng không? Bỏ mẫu rồi chuyển về rút gọn. Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong ví dụ thứ nhất. Với ví dụ thứ nhất này, các em cần lưu ý với thầy đó là gì? Cách phân tích, cách phân tích các điểm trên hình vẽ. Được chưa? Bây giờ thì cho mình cùng chuyển sang một số ví dụ khác. Ví dụ 2. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho tam giác ABC có đỉnh A thuộc đường thẳng D có phương trình x trừ 4y trừ 2 bằng 0. Cạnh BC song song với đường thẳng D. Phương trình đường cao BH x cộng y cộng 3 bằng 0. M có tọa độ 1,1 là trung điểm của AC. Tìm tọa độ các đỉnh ABC. Các em nhắc thật nhanh cho thầy. Các em xong chưa? Để làm được ví dụ số 2 này thì cho mình lại vận dụng các bước giải giống như ví dụ thứ nhất. Bước 1 vẽ hình, bước 2 phân tích các điểm, các đường trên hình vẽ. Và bước số 3 mới đi trả lời câu hỏi. Bây giờ thì cho mình cùng tiến hành phác họa hình. Để cho tam giác ABC là một tam giác thường thôi. ABC. Giả thiết cho điểm A là thuộc đường thẳng D, đường thẳng D lại song song với đường BC. Đấy, đây chính là đường thẳng D này. Phương trình của đường thẳng D là x trừ đi 4y trừ 2 bằng 0. Được chưa? Giả thiết cho đường cao BH, kem kẻ cho thầy đường cao. Phương trình đường cao BH x cộng y cộng 3 bằng 0. Giả thiết cho M là trung điểm của AC. M là trung điểm AC, M có tọa độ 1,1. Được chưa các em? Đấy, 1,1. Thế bây giờ thì cho mình cùng phân tích các điểm và các đường trên hình vẽ. Thì ở đây các em lưu ý nhá, là đề cho gì? Đường cao. Vậy là các em phải liên hệ ngay đến tính chất của đường cao. Tính chất của đường cao là cái gì? Tính chất của đường cao này là vector UAC này, thì bằng vector phát tuyến của đường BH này. Đây là tính chất của đường cao. Hay nói cách khác là gì? BH vuông góc với AC. Được chưa các em? Rồi. Bây giờ thầy cho mình cùng xuất phát từ điểm đã biết tọa độ này. M là trung điểm của AC. Vậy là chúng ta sẽ sử dụng đến công thức trung điểm ở đây. Có đúng không? Nếu mà thầy tìm được tọa độ điểm A thì thầy sẽ tìm được tọa độ điểm C, hoặc ngược lại, nếu thầy tìm được tọa độ điểm C thì sẽ tìm được tọa độ điểm A. Thế các em nhìn cho thầy là hai điểm này này, thì điểm nào có nhiều giả thiết nhất? À đúng rồi, điểm A là điểm có nhiều giả thiết nhất. Vậy là chúng ta sẽ tìm tọa độ điểm A trước. Mà tìm được tọa độ điểm A thì thầy tìm được tọa độ điểm C. Phải chưa? Thế để tìm tọa độ điểm A thì có hai cách. Cách thứ nhất, các em chuyển đường thẳng D này về dạng tham số, từ đó suy ra tọa độ điểm A theo tham số T. Vì A thuộc đường thẳng D, đúng không? Rồi. Thầy sẽ đi tìm phương trình nhân T ở đây. Thầy có BH vuông góc với AC, từ đó suy ra BH vuông góc với AM. BH mà vuông góc AM thì điều này tương đương với vector AM nhân vector chỉ phương của đường BH là bằng 0. Và đây chính là phương trình nhân T. Suy ra T, suy ra tọa độ điểm A. Đây là cách làm thứ nhất. Đúng chưa? Thế cách làm số 2 là gì? Để tìm tọa độ điểm A đấy, thì thầy sẽ đi viết thêm một đường nữa, đi qua A. Sau đó thầy đi giải hệ.
vì điền thằng D này ta biết rồi, đúng không? Đi qua A. Trên hình vẽ của ta là có hai đường thẳng đi qua điểm A, đó là đường AB và đường AC nhá. Chúng ta không tính đường D vì đường D cũng biết phương trình rồi. Thế trong hai đường này thì thầy cho mình sẽ phải đi viết một đường. Chúng ta chọn đường nào? Thì các em lưu ý cho thầy là chúng ta phải chọn cái đường mà có nhiều giả thiết nhất để viết. Thế thì AB này thì không có giả thiết gì cả. AC này thì có rất nhiều giả thiết ở đây. AC là điểm đi qua là điểm M, đã biết tọa độ rồi. AC thì vuông góc với BH. Từ đó thầy có UAC bằng NBH. Có điểm đi qua, có vector chỉ phương, thầy đó được ngay phương trình AC. Có được phương trình AC thì thầy chỉ cần giải phương trình AC với phương trình đường thẳng D, tìm tọa độ giao điểm thì đó chính là điểm A. Có điểm A suy ra điểm C, đúng không? Đấy, thì sẽ tìm được cả hai điểm này. Thầy đánh dấu tích nghĩa là thầy tìm được. Tiếp theo là thầy cho mình phải tìm tọa độ điểm B. Tìm tọa độ điểm B thì các em nhìn như thầy này, còn một giả thiết mà chúng ta chưa khai thác, đó là gì? BC song song với đường thẳng D. Song song thì hai vector phát tuyến bằng nhau, hoặc là hai vector chỉ phương bằng nhau. Nghĩa là vector phát tuyến của đường BC này là thầy biết được, đúng không? NBC sẽ bằng N của đường thẳng D. Đấy, BC là đi qua điểm C, đã biết tọa độ rồi. Vậy thầy viết được phương trình đường BC. Viết được phương trình đường BC nhé, BH biết rồi nhé. Vậy thì thầy lại đi giải hệ hai phương trình, hai đường này, BH, BC, thì tìm được tọa độ giao điểm B. Được chưa? À, vậy là thầy kết thúc. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành giải nhé. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành giải. À, bước thứ nhất là thầy sẽ tiến hành viết phương trình AC để tìm tọa độ điểm A. Thầy có UAC bằng NBH và bằng vector phát tuyến của đường BH chính là hệ số gắn với x và gắn y trong phương trình của đường BH là 1,1, đúng chưa? Thế từ đây thì suy được ra đúng không? Phương trình AC, nhìn AC. Các em lưu ý là AC của chúng ta đã đi qua điểm M, đã biết tọa độ rồi. Thầy viết ở dạng chính tắc, em nhìn nhá. X trừ 1 chia 1 bằng Y trừ 1 trên 1, đúng không? Thầy tiến hành quy đồng bỏ mẫu, chuyển vế rút gọn thì các em được là gì? X trừ Y là bằng 0. Đây chính là phương trình đường AC. Có phương trình đường AC suy ra tọa độ A, tọa độ điểm A. Thì tiến hành giải hệ phương trình đường thẳng D là x trừ đi 4y trừ 2 bằng 0. X trừ y ở đây là bằng 0. Thế các em tiến hành giải hệ phương trình này cho thầy. Các em muốn dùng máy tính thì các em chuyển cho thầy hằng số trừ 2 sang vế bên phải, và các em sử dụng máy tính thôi. Thì các em sẽ tìm được ra x ở đây chính là bằng trừ 2/3, y ở đây cũng bằng trừ 2/3. Vậy là thầy có được điểm A có tọa độ là trừ 2/3, trừ 2/3. Thầy đã có được tọa độ điểm A. Tiếp theo là thầy sử dụng công thức trung điểm nhé. M là trung điểm của gì? AC, có đúng không? Vậy chúng ta sẽ sử dụng công thức trung điểm ở đây. XM là 1 bằng XA là trừ 2/3 cộng với XC trên 2. Rồi 1 bằng trừ 2/3 cộng với IC trên 2. Các em giải hệ này, các em tìm ra XC, IC. XC ở đây bao nhiêu? Các em quy đồng đây là 2 này, chuyển vế sang, đúng không? Bằng 8/3, IC cũng bằng 8/3. Vậy là thầy có được tọa độ điểm C là 8/3. 8/3. Được chưa? Bước tiếp theo là thầy khai thác giả thiết là gì? BC song song với đường thẳng D để thầy viết phương trình BC nhá. Rồi. Thầy có NBC bằng N đường thẳng D.
và bằng bao nhiêu? 1 trừ 4 chính là các hệ số gắn với biến xy trong phương trình đường thẳng D. Để cho BC của chúng ta là đi qua điểm C, có được vector pha tuyến rồi thì suy ra phương trình BC. BC đúng không? 1 nhân với x trừ đi 8 phần 3 đúng không? Trừ đi 4 nhân với y trừ đi 8 phần 3 bằng 0. Bây giờ các em tiến hành rút gọn cho thầy nhé, rút gọn cho thầy. Thì các em được phương trình ở đây là gì đây? Các em nhìn này, x này trừ đi 4y này, cái này là gì? Trừ 8 phần 3 này, cái này là gì? Cộng với 32 phần 3 đúng không? 48, 32, 32 phần 3. Thế các em tiến hành rút gọn thì các em được kết quả là bao nhiêu? À, cộng với gì? Mấy? 8 đúng không? Cộng 8. Được chưa? Bằng 0. Cộng 8 bằng 0. Vậy là thầy có được phương trình BC. Có được phương trình BC. Và từ đây thầy suy được ra tọa độ điểm B. Thầy suy ra tọa độ B. B. Thầy tiến hành giải hệ phương trình. Phương trình đường thẳng BC vừa thầy cho mình viết được, x trừ 4y cộng 8 bằng 0 này. Phương trình BH để cho x cộng với y cộng 3 bằng 0. Được chưa? Các em lại tiến hành là chuyển cho thầy hai hàng số này sang vế bên phải. Sau đó các em tiến hành bấm máy thôi. Được chưa? Thì các em tìm được ra x ở đây là bằng trừ 4, còn y ở đây bằng 1. Vậy là thầy có được tọa độ điểm B trừ 4, 1. Và sau khi tìm được tọa độ các đỉnh A, B, C thì cũng chính là câu hỏi đề ra. Có đúng không các em? Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong ví dụ số 2. À, với ví dụ số 2 này thì cho mình đã thực hiện các bước giải như ở ví dụ thứ nhất, và cũng là các bước giải hay nói cái khác là phương pháp chung giải một bài toán tam giác. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ví dụ khác. Ví dụ số 3 chính là đề thi đại học QD năm 2011. Trong mặt phẳng OXY cho tam giác ABC có đỉnh B có tọa độ trừ 4, 1, trọng tâm G có tọa độ 1, 1 và đường thẳng chứa đường phân giác trong của góc A có phương trình x trừ y trừ 1 bằng 0. Tìm tọa độ điểm A và điểm C. Các em nhắc thật nhanh cho thầy. Các em xong chưa? Để làm được ví dụ số 3 này thì một lần nữa thầy cho mình lại vận dụng phương pháp giải chung của bài toán tam giác mà thầy đã trình bày cho các em trong phần lý thuyết rất cụ thể và đã thể hiện cho các em qua hai ví dụ thứ nhất và ví dụ số 2. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành giải. Bước thứ nhất thầy cho mình cùng vẽ hình để cho tam giác ABC. Tam giác này không có gì đặc biệt. A, B, C. Giả thiết cho điểm B có tọa độ trừ 4, 1. Được chưa? Giả thiết cho trọng tâm G. Đấy, trọng tâm G. Vậy là các em phải nhớ được ngay đến lý thuyết trọng tâm G. G chính là giao điểm của ba đường trung tuyến. Nhưng mà khi vẽ thì các em chỉ cần vẽ hai đường thôi nhá. À, thầy vẽ trung tuyến này, BM này. Đó. Rồi thầy lại vẽ trung tuyến CN này. Anh em nhìn nhá. Nào. Được chưa? Thì thầy có được giao điểm của hai trung tuyến chính là trọng tâm G. Điểm G này có tọa độ là 1, 1. Tiếp theo giả thiết cho gì? Đường phân giác trong của góc A. Đường phân giác trong của góc A là đường thẳng mà chứa đường góc A. Các em nhìn nhé, chứa đường góc A. Thầy gọi đường phân giác trong này là AD. Phương trình là x trừ y trừ 1 bằng 0. Được chưa? Điểm G này có tọa độ 1, 1. Thì viết ở đây này. Bây giờ thầy cho mình cùng phân tích các điểm trên hình vẽ. Các em lưu ý là chúng ta sẽ xuất phát từ các điểm mà đã biết tọa độ rồi.
Được chưa? Ở đây có hai điểm đã biết tọa độ rồi, là điểm B và điểm G. Đúng không? Thầy cho mình cùng liên hệ đến điểm nào đây? B và G thì sẽ liên hệ đến điểm M. Theo tính chất của trọng tâm thì thầy có được cái gì? Vector BG bằng 2/3 lần vector BM. Được chưa? Điểm B, điểm G đã biết tọa độ rồi. Vậy thì thầy tìm được tọa độ điểm M. Được chưa các em? Tiếp theo, bây giờ các em quan sát cho thầy điểm B đã biết tọa độ và điểm G thì chúng ta khai thác rồi nhé. Bây giờ lại quay lại điểm B. Điểm B này liên hệ với đường nào mà đã biết đây? À, điểm B liên hệ với đường phân giác AD. Đúng không? Rồi. Vậy thì các em phải nhớ ngay đến tính chất của đường phân giác. Là nếu mà thầy gọi B' là điểm đối xứng với điểm B qua đường phân giác AD thì B' của chúng ta sẽ thuộc AC. Đấy, thầy dựng để các em nhìn cho trực quan nhé. Thầy gọi đây là điểm H. Đúng chưa? B', thầy đây. Và điểm B' này là thầy tìm được tọa độ. Vì điểm B biết tọa độ rồi này, đường AD biết tọa độ rồi này, thì thầy tìm được tọa độ điểm B'. Xong chưa các em? Rồi, vậy là trên hình vẽ của chúng ta còn những điểm nào? A, C, N. Bây giờ các em quan sát cho thầy xem trong ba điểm này thì điểm nào có nhiều giả thiết nhất thì chúng ta sẽ đi tìm trước. Các em nhìn này, điểm C thì sẽ liên hệ với điểm M này, do M là trung điểm của AC. Có đúng không? Điểm A cũng liên hệ với điểm M. Điểm A lại thêm giả thiết là điểm A này thuộc đường AD đã biết phương trình rồi. Vậy là thầy sẽ tìm được tọa độ điểm A. Điểm này có nhiều giả thiết, đúng không? Thầy chỉ cần đi viết phương trình AC. AC đi qua điểm M và điểm B'. Khi đó là thầy sẽ tìm được tọa độ điểm A là giao điểm của AD và AC. Tìm được tọa độ điểm A thầy sử dụng đến công thức trung điểm ở đây. M là trung điểm của AC, khi đó thầy sẽ tìm được tọa độ điểm C. Và tìm được tọa độ điểm A, tìm được tọa độ điểm C chính là yêu cầu của bài toán đề ra. Thầy kết thúc ở đây. Được chưa các em? Đấy. Vậy là bây giờ thầy cho mình chỉ cần tiến hành giải thôi. À, trước tiên là chúng ta sẽ tìm tọa độ điểm M này, tìm tọa độ điểm B' này, viết phương trình AC này, sau đó tìm tọa độ điểm A này, và cuối cùng là tìm tọa độ điểm C. Thầy cho mình cùng tiến hành. Dạ. Trước tiên thầy tìm tọa độ điểm M trước nhé. Thầy có này, vector BG bằng 2/3 lần vector BM. Được chưa? À, có BG này. Các em lấy tọa độ điểm G trừ tọa độ điểm B. Điểm G là 1, 1. Tọa độ điểm B là -4, 1. Vậy kết quả là 5, 0. Được chưa? Rồi. Thế còn vector BM thì lấy tọa độ điểm M trừ tọa độ điểm B. Nghĩa là thì có được cái gì? XM cộng với 4 này, YM trừ đi 1. Và từ đây thì thầy suy được ra hệ. Các em nhìn nhá. 5 sẽ bằng này 2/3 này, XM cộng với 4 này. Đúng chưa? 0 này bằng 2/3 YM trừ đi 1. Thầy cho mình cùng tiến hành giải tìm ra XM, YM. Được chưa? Các em nhìn này. À, thầy có được XM đây là bằng bao nhiêu? À, 7/2, đúng không? 7/2. Được chưa các em? Rồi. Thế còn YM thì bằng 1. Vậy là thầy có được tọa độ điểm M 7/2, 1. Được chưa?
Tiếp theo thầy cho mình cùng tìm tọa độ điểm B phải nhé. Thầy gọi B phải là điểm đối xứng với B qua AD. Thì thầy suy được ra B phải sẽ thuộc AC. AC. Thầy suy ra tọa độ trung điểm H của B, B phải H sẽ bằng tọa độ điểm B cộng với tọa độ điểm B phải chia 2. Thì có được là gì? X B phải này trừ 4 trên 2 này, đúng không? Y B phải cộng với 1 trên 2. Thì có được vector B B phải lấy tọa độ điểm B phải trừ tọa độ điểm B. X B phải cộng 4 Y B phải trừ đi 1, đúng không? Thế còn phương trình đường thẳng AD, các em nhìn này, AD là gì? X trừ Y trừ đi 1 bằng 0. Từ đây thì suy được ra vector phát tuyến của đường thẳng AD là 1 trừ 1. Và suy được ra vector chỉ phương của đường thẳng AD là gì? 1, 1. Và thầy có được hệ, thì có hệ nhé. Vector B, B phải nhân với U, A, D bằng 0 này. Rồi, và điểm H thuộc đường A, D. Bây giờ em tiến hành thay vào. Thay vào thì thầy được hệ như sau. Thế nhìn này, 1 nhân với gì? À, x b phải cộng 4 này cộng với 1 nhân với y b phải trừ 1 này bằng 0 này. Thầy thay tọa độ điểm H vào phương trình đường thẳng AD. Phương trình đường thẳng AD là x trừ y trừ 1 bằng 0. Thì thầy có được kết quả như sau. X b phải trừ 4 này trên 2 này, được chưa? Trừ đi y b phải cộng 1 trên 2 này, trừ đi 1 bằng 0. Bây giờ các em chỉ cần tiến hành rút gọn thôi nhá, rút gọn thôi. Thì các em được một hệ ở đây là gì nhỉ? X B phẩy này cộng với Y B phẩy này cộng với 3 bằng 0 này. À, phương trình dưới các em tiến hành quy đồng mẫu thức chung là 2, bỏ mẫu, sau đó phá ngoặc rút gọn. X B phẩy này trừ đi Y B phẩy này, đúng chưa? Trừ mấy? Trừ đi 7 bằng 0. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành giải hệ này. Các em chỉ cần chuyển cho thầy hằng số dương 3 sang bên đây, hằng số trừ 7 sang bên đây. Sau đó này, các em sử dụng máy tính thì các em tìm được ra x b phải là bằng bao nhiêu? 2. Y b phải ở đây là bằng gì? Trừ 5. Vậy thì suy được ra tọa độ điểm b phải 2 trừ 5. Tiếp theo thì cho mình viết phương trình đường AC. Thì có thì đi tính vector M B phải chưa nha, lấy tọa độ điểm B phải trừ tọa độ điểm M, đúng không? Các em sẽ có được là gì? 2 trừ đi 7/2. 2 này mà trừ đi 7/2 thì kết quả bằng trừ 3/2. Được chưa? Trừ đi 5 mà trừ đi 1 thì bằng trừ 6. Được chưa cả lớp? Thế từ đây thì suy được ra UAC thì thầy sẽ chọn là gì cho đẹp? À, thầy chọn là gì? Trừ 2 lần vector M B phải. Cô đồng ok. Để cho tọa độ cho đẹp. Đấy. Thế các em nhân với trừ 2 vào đây thì các em có được là gì? 3 này và 12. Được chưa? Có được UAC, điểm đi qua của chúng ta, các em nên chọn là điểm gì? Điểm B phải đi cho nó đẹp. Thì
Thì khi đó thầy có được phương trình ngay nhá. Rồi có phương trình AC. Thầy sẽ viết phương trình AC này dưới dạng gì? Chính tắc. Đấy, chính tắc. Thì các em có được là gì? X trừ đi 2 trên 3 này bằng y này cộng với 5 này chia 12 này. Các em tiến hành quy đồng bỏ mẫu, chuyển vế đúng không ạ? Thì các em được một phương trình ở đây. À, đó là gì nhỉ? 4x này đúng không? Trừ đi y trừ đi 13 bằng 0. Và đây chính là phương trình tổng quát của đường AC. Có được phương trình cạnh AC rồi thì thầy có được tọa độ A. Các em tiến hành giải hệ cho thầy phương trình AC là 4x trừ y trừ 13 bằng 0 này. Và phương trình AD x trừ y trừ 1 bằng 0. Các em lại chuyển cho thầy là hằng số trừ 13 sang bên đây, trừ 1 sang bên đây. Sau đó các em lại sử dụng máy tính, các em giải hệ này. Đúng không? Thì các em sẽ tìm được ra là x ở đây là bằng bao nhiêu? Bằng 4 này, đúng không? X bằng 4. Thế còn y ở đây bằng 3. Vậy là thầy có được tọa độ điểm A là 4, 3. Được chưa? Tiếp theo thầy cho mình dùng công thức trung điểm. M là trung điểm của AC để tìm tọa độ điểm C nhá. Do M là trung điểm AC. Được chưa? Thì thầy có được công thức trung điểm. Các em nhìn này, thầy viết xuống đây nhá. Đấy. Thầy có được XM ở đây chính là 7/2 này, đúng không? Bằng XA 4 này cộng với XC trên 2 này. Được chưa? IM ở đây là bằng bao nhiêu? Bằng 1 này. Bằng IA ở đây là bằng 3 này cộng với IC trên 2. Thế các em tiến hành giải cho thầy tìm ra XC, IC thôi. Và các em sẽ tìm được ra tọa độ điểm C ở đây. Các em quy đồng lên bỏ mẫu đúng không? Sau đó các em chuyển vế thì các em được XC ở đây là bằng 3. Thế còn IC thì chúng tìm được bao nhiêu? Bằng -1. Được chưa các em? Và đến đây thì thầy đã tìm được tọa độ điểm A và tọa độ điểm C. Và cũng là yêu cầu của bài ra. À, như vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong đề thi đại học quốc D năm 2011. Và ví dụ số 3 cũng là ví dụ cuối cùng của buổi học ngày hôm nay. Các em về nhà phải xem lại thật kỹ cho thầy phần lý thuyết mà thầy đã cung cấp cho các em. Phần lý thuyết này chúng ta sẽ vận dụng cho cả nội dung về bài toán gì tam giác. Xem lại thật kỹ cho thầy ba ví dụ mà thầy đã hướng dẫn. Đặc biệt nhất là các em xem lại cho thầy cách phân tích, đúng không? Hay nói cách khác là phương pháp làm một bài toán tam giác. Thì chúc tất cả các em ôn tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng lần sau.